Lốp xe được của Jaguar I-Pace được trang bị loại lốp 4 mùa, đi tất cả các mùa đều êm ái hết. Và loại mâm sẽ được trang bị loại mâm 20 inch, màu đen bóng tương phản, mã mâm là 5068, mang lại sự thể thao cho mâm xe. Xe sẽ được trang bị hệ thống treo khí nén, có thể nâng hạ gầm chủ động. Đây sẽ là một tính năng rất là hay, bởi vì đây là dòng xe SUV cỡ trung, thế nên là vẫn được trang bị hệ thống treo khí nén, mang lại sự êm ái hơn cho khoang hành khách. Chiều cao trung bình tiêu chuẩn của xe Jaguar I-Pace sẽ là 16cm, có thể nâng hạ gầm tùy muốn theo chủ động. Nâng cao lên có thể 7 phân và có thể hạ xuống là 5 phân, tùy theo quý vị các bạn sử dụng. Kết hợp cùng với cái hệ thống giảm xóc treo khí nén thì xe Jaguar I-Pace được trang bị thêm hệ thống khung gầm liền khối bằng nhôm monocoque rất là cứng chắc vững, giúp chúng ta loại bỏ tiếng ồn khi chúng ta đi vào đường xóc, rất là êm ái.